viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày nắng nóng như thế này, số người bị tai biến mạch máu não tăng nhanh, số ca bị nặng cũng nhiều hơn mức trung bình, nhất là với người cao tuổi. Chính vì vậy, trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề phòng và trị bệnh tai biến mạch máu não. Và vị khách mời sẽ cùng trao đổi với chúng ta trong chương trình này là Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Phó Giám đốc Trưởng khoa Thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin chào biên tập viên Hương Giang, xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp. Vâng ạ. Để được tư vấn của bác sĩ thì quý vị hãy gọi điện thoại về số 0386262999. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 0386262999. Thưa quý vị và các bạn và thưa bác sĩ, trước khi cùng trao đổi về những cái vấn đề xoay quanh việc phòng và điều trị bệnh tai biến mạch máu não thì chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn băng phóng sự. Khoa Thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn nằm trong tình trạng quá tải. Các giường bệnh gần như kín hết lối đi. Quy mô giường bệnh cả khoa là 80 giường, nhưng ở đây luôn có khoảng 140 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó bệnh nhân bị tai biến mạch máu não chiếm tới 2/3. Số bệnh nhân tăng đột biến, đặc biệt là người cao tuổi. Theo anh Lê Văn Quang ở Hưng Lam, Hưng Nguyên, thì bố anh, bệnh nhân Lê Ngọc Tích sinh năm 1940, đột nhiên ngã rồi hôn mê, gia đình vội đưa ngay đến bệnh viện. Lúc sống thì bị xỉu, đứa vào đây từ hôm thứ bảy. Em chuyển chuyển, bây giờ thầy chưa thầy chưa thầy chuyển chuyển, đang theo dõi. Điều đáng ngại ở đây là nhiều bệnh nhân khi đưa đến bệnh viện đã chuyển sang tình trạng hôn mê, liệt nửa người, mất cảm giác, nên việc phục hồi rất khó và mất nhiều thời gian. Trường hợp bệnh nhân Trịnh Phi Thường, 66 tuổi, ở khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn là một ví dụ. Chị Trịnh Tố Hương, người nhà bệnh nhân cho biết. Ông ngồi làm việc bình thường, đến trước trưa là ông cảm thấy trong người là yếu hẳn đi. Ông gọi em bảo là con này xem ba thử như nào chứ cái tay của ba là không cử động được nữa. Thì em đi lại, thì mới kêu bây giờ ba có đứng dậy được không? Ông kêu là ông đứng dậy được nữa. Thì em cho ba nằm xuống tại chỗ đó luôn. Thì ba nằm nghỉ một chút thì ba dậy. Nhưng mà năm là một lúc là ông kêu đau đâu. Ông kêu đau đâu thì ở nhà thì nghỉ bình thường, nhưng ông bình thường vẫn hay uống rượu về đó. Thì đến chiều 4 giờ mới gọi điện em trai về, bảo xem thử bá như nào để đưa bá vào bệnh viện huyện gần nhà đó. Thì là đưa ông vào thì các bác sĩ trong bệnh viện huyện bảo là ông có hiện tượng tai biến rồi đó. Thì bây giờ nhanh chóng là đưa ông xuống bệnh viện tỉnh để kiểm tra cái đầu ông xem có vấn đề gì không. Thì tối hôm đó thấy ông cũng tỉnh táo một chút thì bảo thế để ông nằm nghỉ ngơi cho khỏe để sáng mai đưa xuống sớm. Nhưng mà tối đó là ông lên cơn co giật luôn. Thì ngay tối hôm đó 10 giờ đêm là chuyển ông xuống đấy. Xuống đấy nằm chụp CT này kia là có như là huyết áp lên quá cao, dẫn đến là đứt vỡ mạch máu trên đầu á. Theo các bác sĩ, đối với bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nếu được đưa đến bệnh viện sớm sẽ có cơ hội áp dụng các biện pháp điều trị kỹ thuật cao. Như trường hợp bệnh nhân Trần Thị Liên, 52 tuổi ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị vỡ mạch máu do phình mạch, nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã áp dụng được kỹ thuật nút còi đít chỗ vỡ mạch máu. Sau khi thực hiện kỹ thuật, bệnh nhân ổn định ngay và hiện tại đã tỉnh táo, không bị liệt vận động. Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh ạ, vậy thì làm thế nào để nhận biết là bệnh nhân bị tai biến mạch máu não ạ? Vâng ạ, đột quỵ hiện đang là một cái bệnh mà hiện đang là một cái thời sự nóng hổi hiện nay, là một bệnh có tỷ lệ tử vong cao, đứng hàng thứ 3 sau các cái bệnh ung thư và tim mạch. Và nếu bệnh nhân sống sót thì cũng để lại một cái di chứng rất nặng nề cho bản thân, gia đình và cho toàn xã hội. Thì vậy thì làm thế nào để nhận biết một cái bệnh nhân đột quỵ? Đột quỵ thì theo định nghĩa của một cái tổ chức y tế thì đột quỵ tức là một bệnh nhân đang ở trạng thái bình thường đột ngột xuất hiện một triệu chứng thần kinh khư trú, thường là khư trú hơn và tồn tại trong vòng 24 giờ hoặc tử vong trước 24 giờ được gọi là đột quỵ. Như vậy thì bất kỳ một cái trường hợp nào, giả sử một cái trường hợp nào đang ở trạng thái bình thường mà đột ngột biểu hiện những cái các cái triệu chứng ví dụ như yếu bại liệt nửa người, hoặc là giảm cảm giác, rối loạn cảm giác nửa người, giảm hoặc mất cảm giác nửa người, hoặc là biểu hiện méo miệng,
đấy, dân gian gọi là méo miệng hay là liệt dây 7 trung ương đấy, gọi như liệt dây 7 hoặc là 7 ngoại biên, hoặc là rối loạn cảm giác, đi lại loạn choạng, tức là bệnh, hoặc là bệnh nhân đột ngột chóng mặt dữ dội, hoặc đột ngột đau đầu, đột ngột nói khó, tức là hoặc là không hiểu người khác nói, tức là có thể bệnh nhân wow không hiểu đấy, gọi là thất ngôn đấy, hoặc là đột ngột lên cơn co giật. Vì vậy cho nên lâu nay thực ra một cái quan niệm mà cũng hết sức sai lầm bởi người dân, tức là phải có liệt với gọi là đột quỵ. Nhưng thực ra là như thế thì cũng chưa hoàn toàn chính xác. Tức là bệnh nhân đột quỵ có thể có những cái triệu chứng rối loạn về cảm giác, rối loạn về ngôn ngữ, hoặc là rối loạn, hoặc là đột ngột rối loạn về thị lực, đột ngột giảm hoặc là mất thị lực một bên chẳng hạn. Thì như vậy thì một cái bệnh nhân đang ở trạng thái bình thường mà đột ngột xuất hiện một cái dấu hiệu thần kinh khư trú thì phải nghĩ ngay đến đấy là đột quỵ não. Vâng. Vậy nguyên nhân của bệnh tai biến mạch máu não là gì ạ, thưa bác sĩ? Về tai biến não, thực ra tôi dùng cái từ đột quỵ não thì ngày nay thì thường y học hay dùng từ đột quỵ não. Tai biến não là cái từ phổ thông mà trước đây giờ dân gian vẫn hay gọi, chúng ta vẫn hay dùng là tai biến não, nhưng mà ngày nay thì thường người ta dùng là đột quỵ não. Đột quỵ não hay tai biến não thì nguyên nhân thì nó gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhồi máu não và nhóm thứ hai là chảy máu não. Thì nhóm nhồi máu não thì nguyên nhân của nó là thường là do cục máu từ tim hoặc là các cái mảnh huyết khối, mảnh xơ vữa đấy ở trong cái lòng mạch não đấy, nó trôi lên nó gây tắc mạch não. Thứ hai nguyên nhân, một cái loại thứ hai là loại chảy máu não hay còn gọi là xuất huyết não đấy. Loại này thì thường là do vỡ một cái mạch nào đấy ở trong não, thì nguyên nhân là thường do cao huyết áp. Nguyên nhân nhiều nhất gặp là cao huyết áp, cái nhóm và nhóm chảy máu não này thường gặp nhiều nhất là cao huyết áp. Thứ hai là một cái ở người trẻ hơn thì thường gặp là do dị dạng mạch, đặc biệt là các cái phình mạch hoặc là dị dạng thông đồng tĩnh mạch, hoặc là những người mà có tiền sử dùng các cái thuốc chống đông, ở những người mà bệnh lý về tim mạch sau mổ can thiệp, hoặc sau can thiệp hoặc là sau mổ hoặc sau điều trị, hoặc trong quá trình điều trị các bệnh lý tim mạch do dùng các cái thuốc chống đông quá liều, vì vậy cho nên gây chảy máu não. Vâng ạ. Khi phát hiện ra bệnh nhân mà bị tai biến mạch máu não thì người nhà nên xử lý như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Đấy là một cái câu hỏi cũng hết sức là rất là cần thiết, đặc biệt là trong thực tế hiện nay. Thì trước đây thì nhiều cái quan điểm khác nhau trong cái vấn đề xử lý đột quỵ khi bệnh nhân xảy ra đột quỵ não. Đấy, có những quan điểm, ngay cả có những quan điểm mà các chị có thể, hoặc là người dân có thể đọc những cái thông tin ở những cái sách vở cũ. Tất nhiên bây giờ những cái thông tin đấy trên mạng thì gần như không có nữa. Tức là khi bị đột quỵ thì phải để bệnh nhân tại chỗ chẳng hạn, không được di chuyển. Nhưng mà thực ra thì quan điểm ngày nay thì người ta và khuyến cáo, tôi cũng rất là muốn khuyến cáo cho tất cả mọi người, tức là khi bị đột quỵ là phải gọi xe cấp cứu ngay và đưa bệnh nhân đến một cái cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là có những cái cơ sở y tế mà có các cái bác sĩ chuyên khoa thần kinh hoặc là có những cái phương tiện để xử lý đột quỵ. Tại sao lại như vậy? Tại vì thực ra là các cái guideline điều trị của đột quỵ não của thế giới hiện nay, kể cả từ châu Âu đến các cái guideline rất là uy tín của Mỹ hoặc châu Âu, hoặc các cái guideline của châu Á đều hướng dẫn rằng là những khi mà xảy ra đột quỵ thì vấn đề thời gian hết sức quan trọng. Time is brain, một cái câu khẩu hiệu hết sức quan trọng, là thời gian là não. Vì vậy cho nên nếu giả sử mà bệnh nhân đến được viện sớm, đến được ở những cái cơ sở mà có các cái phương tiện để giúp cho chẩn đoán và điều trị sớm, thì bệnh nhân có thể, đặc biệt là trong trường hợp mà đột quỵ nhồi máu, tức là 80% đột quỵ não là do những nguyên nhân nhồi máu não. Đấy, 800. Thì nếu giả sử một bệnh nhân đến trước 3 giờ thì cái khả năng cứu sống bệnh nhân là rất lớn, và khả năng cứu để cho bệnh nhân hạn chế những cái di chứng sau này là rất lớn khi được dùng các cái thuốc tiêu sợi huyết, nhưng với điều kiện phải đến trước viện trước 3 giờ. Thứ hai nữa là giả sử mà trong cái khoảng thời gian mà đang chờ xe cấp cứu đến thì làm những động tác gì. Đấy, trước đây thì nhiều người dân gian người ta hay dùng các cái phương pháp như là cạo gió, hoặc là bóp tay bóp chân, hoặc là dùng những các, hoặc là dùng các cái thuốc bắc, hoặc là dùng những các cái thuốc để xử lý. Nhưng thực ra thì những cái động thái đấy không cẩn thận là không có giúp ích gì cho trong vấn đề về xử lý đột quỵ, mà không cẩn thận làm bệnh nhân lại còn càng nặng hơn. Thì vì vậy cho nên trong quá trình mà chờ bệnh nhân phát hiện người thân hoặc người nhà mình bị đột quỵ thì nên là để bệnh nhân ở chỗ thoáng mát. Thứ hai nữa là ví dụ như bệnh nhân nôn thì phải để bệnh nhân nằm nghiêng sang một bên và móc những cái, dùng tay, mình có thể dùng tay móc những cái đờm dãi hoặc những cái thức ăn để tránh nó trôi vào đường thở, và chờ xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân đến những cái cơ sở y tế gần nhất. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ, và chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả.
và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Hãy gọi điện thoại về số 0386262999 để nêu những thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị bệnh tai biến mạch máu não. Trong mục trả lời thư khán thính giả, chúng tôi xin được nêu câu hỏi đầu tiên như sau. Câu hỏi của chị Lê Thụ Thu Hiền ở địa chỉ thuhiền.na@gmail.com. Thưa bác sĩ có thể cho biết những người nào có nguy cơ bị tai biến mạch máu não ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị Hiền. Những cái bệnh nhân mà có nguy cơ ở đột quỵ não thì hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới đã có 29 yếu tố nguy cơ đến 30 yếu tố nguy cơ có thể gây đột quỵ não. Tuy nhiên thì tôi muốn nêu ra một cái số yếu tố nguy cơ thường gặp, hay gặp. Yếu tố nguy cơ thứ nhất là phải nói đến là tuổi, tức là bệnh nhân càng lớn tuổi thì nguy cơ đột quỵ càng nhiều. Tại sao lớn tuổi thì nguy cơ đột quỵ càng nhiều? Tại vì bản thân bệnh nhân lớn tuổi thì có nhiều yếu tố nguy cơ, càng lớn tuổi càng nhiều yếu tố nguy cơ quy tụ. Thứ hai là bản thân ở người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể cũng kém hơn. Vì vậy cho nên rất hay bị đột quỵ. Thứ hai là giới, tức là tuổi và giới là hai cái yếu tố nguy cơ mà không thể tránh được, rõ ràng là như thế. Giới cũng thế, thực ra theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các cái nghiên cứu thì thường là nam thì bị nhiều hơn nữ. Đấy, sở dĩ tại sao? Nam thì nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do cái yếu tố về hormone, thứ hai là nguyên nhân thứ hai là nam giới thì thường bị nhiều yếu tố nguy cơ tác động cùng một lúc, vì vậy rất hay xảy ra đột quỵ. Đấy là hai yếu tố nguy cơ mà không thể phòng tránh được. Còn ngoài ra thì có một số bệnh có thể là rất hay gặp là những cái yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ não. Bệnh đầu tiên mà chúng ta nhắc đến là bệnh tăng huyết áp. Tăng huyết áp là một cái bệnh mà là đặc biệt là các cái người mà càng lớn tuổi thì cái nguy cơ tăng huyết áp càng nhiều. Vì vậy cho nên những cái bệnh nhân tăng huyết áp thì có một cái nguy cơ rất lớn. Người ta thống kê rằng nếu giả sử mà điều trị dự phòng được tăng huyết áp thì hạn chế được 75% đột quỵ. Và bệnh lý thứ hai cũng hay gặp đó là các cái bệnh lý về rối loạn về mỡ máu đấy. Đặc biệt ví dụ loạn mỡ máu hay là còn gọi là rối loạn trong y học, gọi rối loạn lipid máu. Tăng cholesterol, tăng triglycerides, đấy là những thành phần của mỡ máu đấy. Tăng LDL và giảm HDL, đấy là những cái yếu tố mà có thể tăng nguy cơ của đột quỵ não. Bệnh thứ ba mà cũng hay gặp đấy là bệnh tiểu đường, một trong những nhóm bệnh lý chuyển hóa đấy. Thì người ta thấy rằng là những bệnh nhân tiểu đường thì có nguy cơ bị đột quỵ tăng từ 2 đến 6,5 lần tùy các cái nghiên cứu khác nhau. Và tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân khi đã bị đột quỵ trên bệnh nhân tiểu đường là gấp 2 lần so với bệnh nhân bình thường. Đấy, bệnh lý thứ tư là các cái bệnh lý về tim mạch. Ví dụ các cái bệnh lý về van tim chẳng hạn, như hoặc là bệnh lý về nhịp tim chẳng hạn, ví dụ như hẹp hở hai lá chẳng hạn, hoặc là các cái bệnh lý nhồi máu cơ tim hoặc là rung nhĩ chẳng hạn. Đấy là những cái yếu tố cũng là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng gây nên đột quỵ não. Một bệnh lý tiếp theo mà cũng chúng ta cũng hết sức lưu ý là ở những người mà béo phì đấy. Thì nhiều người béo phì, tuy nhiên thì thực ra béo phì có phải là nguy cơ đột quỵ não hay không? Hiện tại thế giới cũng đang có cho nhiều chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên người ta thấy rằng thường là những người bệnh nhân béo phì nó liên quan đến các cái bệnh lý chuyển hóa, giống như tôi nói tăng huyết áp, tiểu đường và rối loạn lipid máu. Vì vậy cho nên là cũng đây cũng là một cái yếu tố nguy cơ hết sức quan trọng trong đột quỵ não. Một cái bệnh lý nữa cũng hết sức quan trọng, đấy là bệnh lý tai biến mạch máu não thoáng qua. Thế nào được gọi là tai biến mạch máu não thoáng qua? Tai biến mạch máu não thoáng qua là những bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não trong quá khứ, tuy nhiên các triệu chứng nó phục hồi trước 24 giờ, gọi là tai biến mạch máu não thoáng qua. Đấy thì người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân đã từng một lần bị tai biến mạch máu não thoáng qua trong cuộc đời thì nguy cơ gây đột quỵ tăng gấp 12 lần so với bệnh nhân bình thường. Đấy. Và một cái yếu tố nguy cơ nữa thì người ta cho rằng là do các cái chế độ sinh hoạt ăn uống ấy, đó là bệnh nhân hay uống rượu này, rồi hay hút thuốc lá này, rồi ăn mặn này, ăn nhiều mỡ chẳng hạn, đấy cũng là một cái yếu tố nguy cơ gây đột quỵ não hay gặp. Xin hỏi bác sĩ, và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bác Đặng Anh Đôn ở phường Đội Cung, thành phố Vinh. Tôi là một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não đã một năm qua, hiện tại chân phải của tôi vẫn chưa đi lại bình thường được. Xin bác sĩ chỉ dẫn cho tôi cách luyện tập sau tai biến như thế nào để nhanh hồi phục ạ. Xin mời bác sĩ tư vấn cho bác. Cái trường hợp này tôi hiện tại thì không hiểu là bệnh nhân hiện tại là chưa hồi phục hoàn toàn hay là bệnh nhân không đi lại được. Tuy nhiên theo cái cách nói cái câu hỏi của bác đây ở đấy thì có nghĩa là bác cũng đã phục hồi rồi nhưng mà chưa hoàn toàn đấy. Thì thực ra là những cái bệnh nhân mà bị đột quỵ não ấy, thì khả năng phục hồi thường là trong năm đầu, sau một năm thì khả năng phục hồi cũng kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong quá trình tập luyện ấy, thì các khuyến cáo đều nêu ra rằng là
bệnh nhân gần như bệnh nhân đột quỵ nào, đặc biệt là trong vòng 5 năm đầu, thì thời gian tập luyện cũng hết sức quan trọng. Tức là nếu giả sử mà mình không tập luyện, mình dừng lại chỉ 1 năm mà không tập luyện nữa, thì nguy cơ teo cơ hoặc cứng khớp nó cũng rất là lớn. Vì vậy cho nên là các cái phương pháp tập luyện, nếu giả sử mà bác là tập luyện được chủ động ấy, thì bác phải cố gắng tập luyện tăng cường độ vận động hàng ngày. Đặc biệt là ở chân thì bác có thể đi lại, còn ở tay ấy, thường là đột quỵ ấy, thì liệt là nó liệt do nguyên nhân thần kinh. Vì vậy cho nên các cái liệt thường lại bị yếu thế về ngọn chi là nhiều hơn gốc chi. Tức bao giờ bệnh nhân đột quỵ cũng thế, tức là các anh các chị đều thấy rằng là khi bệnh nhân đột quỵ chẳng hạn, bệnh nhân viết rất là khó khăn, viết hoặc cầm nắm rất khó khăn, mặc dầu tay có thể giơ lên được, tuy nhiên là khi viết thì rất khó khăn. Vì vậy cho nên động tác chân thì bác có thể tập do mình có thể đi lại được hoàn toàn, mình có thể tập do mình tăng cường đi lại, nhưng ngược lại tay thì mình có thể phối hợp nhiều, có thể dùng các cái quả bóng để mình bóp lần để tăng cái trương lực cơ ở đầu chi. Hoặc là tiếp theo nữa thì nếu là các động tác tinh tế hơn, mình có thể dùng bút viết. Đấy là những cái giai đoạn mà khi nó phục hồi tương đối tốt rồi, tay có thể giơ lên mới tụt vào ngọn chi. Còn nếu giả sử mà tay mà chưa giơ lên được thì bắt buộc phải rõ ràng là phải tập luyện bằng cách là bản thân bệnh nhân nếu không tập được thì người nhà bệnh nhân hoặc những người xung quanh có thể tập thụ động cho bệnh nhân, tức là mình có thể xoa bóp để có thể giúp bệnh nhân trong quá trình mình gắng sức để trong quá trình tập luyện. Và tôi cũng nói đi nói lại, thực ra cái sự phục hồi của bệnh nhân đột quỵ não là hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân, cũng như sự kiên trì của bệnh nhân, cũng như sự kiên trì của người nhà. Nếu càng kiên trì tập luyện, càng tập luyện càng sớm thì sự phục hồi càng tốt. Vâng. Trước khi nêu câu hỏi của vị khán thính giả tiếp theo, chúng tôi xin được nhắc lại, quý vị có những cái thắc mắc gì về phòng và điều trị bệnh tai biến mạch máu não, hãy gọi về số điện thoại 0386262999. Xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 0386262999. Và câu hỏi tiếp theo là của khán thính giả Phan Mạnh Quang ở địa chỉ phanquangdla@gmail.com. Thưa bác sĩ, lâu nay nói đến bệnh tai biến mạch máu não thường được xem là bệnh của người cao tuổi. Tuy nhiên tôi có một người bạn mới gần 40 tuổi vừa mất vì tai biến. Xin hỏi bác sĩ, có phải bệnh tai biến mạch máu não đang bị trẻ hóa và vì sao lại như vậy? Xin mời bác sĩ tư vấn cho anh Quang. Đúng là đột quỵ não hay còn gọi là tai biến não đang có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Một cái nghiên cứu cuối năm 2013 của Mỹ, là một nghiên cứu rất uy tín được công bố trên tạp chí của Mỹ, thì người ta thấy rằng ở các nước phát triển thì đột quỵ não có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây, và cứ 5 người bị đột quỵ thì có 1 người bị đột quỵ ở tuổi dưới 45. Thì nguyên nhân tại sao lại đột quỵ não thì các tác giả giải thích rằng là do thời đại hiện nay thì lớp trẻ cũng có những cái thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống nó thiếu khoa học. Thực ra có thể uống nhiều bia rượu, rồi có thể ăn nhiều, tức là không hạn chế cái quá trình tập luyện ít hơn. Vì vậy cho nên là người béo phì ở tuổi trẻ gần đây cũng xuất hiện nhiều hơn. Thứ hai, người trẻ mắc các bệnh lý chuyển hóa trong những năm gần đây, mà đặc biệt là các nước phát triển, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tức là trước đây thì có do nhu cầu ăn uống nó kém, bây giờ nhu cầu ăn uống nó hơn rất nhiều, vì vậy cho nên các bệnh lý chuyển hóa cũng xuất hiện sớm hơn rất nhiều. Và một cái nguyên nhân nữa mà các tác giả giải thích là ở phụ nữ. Thực ra phụ nữ trẻ gần đây cũng có xu hướng dùng các cái thuốc tránh thai nhiều hơn so với ngày xưa. Đây cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ nhồi máu. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Anh ở thị xã Thái Hòa. Thưa bác sĩ, ở quê tôi bà con thường nói trúng gió. Vậy trúng gió có phải là bị tai biến mạch máu não không ạ? Thực ra cái danh từ trúng gió tức là được giải thích có nghĩa là khi cơ thể bị tác động của một cái yếu tố thời tiết vào, ví dụ như gió lạnh, sương giá, hoặc là nó làm cho cái cơ thể có một cái phản ứng thay đổi. Đấy là cơ thể có thể tay chân lạnh này, rồi ra mồ hôi, tay chân lạnh, đau đầu, chóng mặt, thậm chí nôn. Như vậy thì thực ra là trúng gió không phải là một cái bệnh lý tai biến mạch máu não. Vâng, thế ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Bác Hồng ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh hỏi, các cái đơn thuốc điều trị tai biến mạch máu não thường có aspirin. Xin hỏi bác sĩ, liệu uống aspirin nhiều có gây loét dạ dày không ạ? Đây cũng là một câu hỏi rất thực tế, vì là gần như bất kỳ bệnh nhân nào mà được đến khám bác sĩ chuyên khoa, đấy các bác sĩ chuyên khoa về mạch máu hoặc chuyên khoa về thần kinh ấy, thì những cái bệnh nhân về tức là bị các cái yếu tố nguy cơ đột quỵ, hoặc là đã từng bị đột quỵ, tức là chưa bị đột quỵ nhưng mà có yếu tố nguy cơ bị đột quỵ, hoặc ví dụ như bị mỡ máu này, cao huyết áp này, hoặc đã từng bị đột quỵ một lần rồi, tức là đột quỵ nhồi máu, thì thường là có đơn thuốc aspirin dùng để dự phòng. Đấy là một điều hoàn toàn rất là đúng. Tại vì aspirin các bạn đều biết rằng aspirin là một cái thuốc kháng viêm,
giảm đau. Tuy nhiên vào những cái năm thập kỷ 70 và năm 70 của thế kỷ 21, của thế kỷ 20, thì người ta phát hiện ra một cái tác dụng rất thú vị, đó là chống kết tụ tiểu cầu để dùng cho các cái bệnh lý về tim mạch và để dự phòng đột quỵ não. Không phải là dự phòng đột quỵ não mà nó còn có tác dụng điều trị trong giai đoạn cấp của đột quỵ não. Tuy nhiên thuốc này nó lại còn là một cái thuốc kháng viêm giả đó, vì vậy nó có ảnh hưởng đến dạ dày. Nhưng mà liều của bệnh nhân liều aspirin của bệnh nhân đột quỵ nó khác với liều của aspirin của những bệnh nhân để điều trị các cái trường hợp đau khớp, đau thần kinh, tức là liều thấp hơn rất nhiều. Thường các cái khuyến cáo của Mỹ thì liều khoảng 325, tức là viên 325 mg một ngày. Nhưng mà ở các cái khuyến cáo châu Âu thậm chí còn thấp hơn, từ 100 đến khoảng 300 mg trên một ngày. Vì vậy cho nên với cái liều thấp này thì cái tác dụng phụ đối với dạ dày, đặc biệt là bệnh nhân mà chưa có tiền sử, thì không nhiều lắm. Còn đối với những nhân rõ ràng là có tiền sử đái dạ dày thì mình phải thay thế bằng một loại thuốc khác, không thể dùng bằng thuốc này, hoặc là ví dụ như clopidogrel hoặc pyridamone chẳng hạn. Đấy là những cái thuốc, hoặc clopidogrel chẳng hạn, những cái thuốc có thể đắt tiền hơn nhưng có thể dự phòng được đột quỵ, thay thế aspirin. Kỹ thuật viên thông báo là có đã nối điện thoại được với vị khán thính giả đầu tiên ạ. Xin chào khán thính giả. Alo. Alo. Dạ. Biên tập viên Hương Giang xin nghe ạ. Dạ thưa chị, em có câu hỏi muốn đặt ra cho bác sĩ được không ạ? Vâng, chị cứ hỏi trực tiếp bác sĩ đi ạ. Dạ, bố em năm nay 68 tuổi, ông bị huyết áp cao. Ngưỡng của ông là 170 trên 80. Ông cũng hay kiêng rượu bia và ăn năn nhạt, nhưng mà thỉnh thoảng có một số biểu hiện như là đính đầu, buồn nôn, choáng váng, buồn đi ngoài và sợ ánh sáng. Đó có phải là biểu hiện của đột quỵ không ạ? Xin cảm ơn chị. Đây là một câu hỏi rất là thực tế, vì bất kỳ những cái bệnh nhân nào cao huyết áp đều gây những cái triệu chứng như chị vừa nêu lên. Nhưng mà chị cũng phải hiểu rằng là lúc đầu ấy, tôi có nói là đột quỵ, tức là khi xảy ra đột quỵ có nghĩa là phải xuất hiện một cái triệu chứng thần kinh khư trú nào đấy, ví dụ như đau đầu, nôn chẳng hạn, hoặc là rối loạn ý thức chẳng hạn, hoặc là liệt, hoặc là chóng mặt dữ dội, hoặc là rối loạn cảm giác, nhưng phải tồn tại quá 4 giờ. Những cái triệu chứng của chị có thể là tồn tại một thời gian ngắn chẳng hạn, một thời gian ngắn sau đấy thì mình dùng các cái thuốc giảm đau hoặc dùng các cái thuốc hạ huyết áp chẳng hạn, thì bệnh nhân mất cái triệu chứng đấy thì cũng phải là đột quỵ. Tuy nhiên chị cũng phải hết sức lưu ý những cái đấy, tức là những triệu chứng đấy là những triệu chứng của cao huyết áp. Và nếu giả sử mà nếu không kiểm soát được huyết áp thật tốt thì rõ ràng như lúc nãy tôi nói, thực ra cao huyết áp là một cái yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ chảy máu. Vì vậy cho nên vấn đề kiểm soát huyết áp đối với bố chị là hết sức quan trọng, đặc biệt là khi mà xuất hiện những cái triệu chứng như chị vừa nêu. Vâng ạ. Chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ em xin cảm ơn chương trình và bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin được nêu câu hỏi tiếp theo của chị Thu Hồng ở Diễn Hoa, Diễn Châu. Thưa bác sĩ, cách đây 5 năm, con gái tôi lúc đó 18 tuổi. Trong một buổi học, cháu tự nhiên kêu đau đầu, khi chúng tôi đến đón về thì cháu bị hôn mê. Gia đình đưa vào bệnh viện Nhi Nghệ An thì bác sĩ nói đã muộn, cháu bị đứt mạch máu não, sau đó ít giờ thì cháu mất. Xin hỏi bác sĩ, liệu con tôi có phải là bị tai biến mạch máu não không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị Hồng. Thực ra là đây là một cái câu hỏi của chị có hỏi cách đây khoảng 5 năm. Mà triệu chứng thì tức là đột ngột xuất hiện những cái triệu chứng, con của chị ấy đột ngột xuất hiện những cái triệu chứng đau đầu, nôn và đi vào hôn mê, và vào bệnh viện Nhi thì được các bác sĩ chẩn đoán là tái bị máu não. Theo như mô tả của chị và theo như những cái triệu chứng, diễn biến của triệu chứng thì vấn đề chẩn đoán tái bị máu não hay là đột quỵ não của bệnh viện Nhi là tương đối hợp lý. Tuy nhiên muốn biết chính xác xem có phải là đột quỵ hay không, hoặc cái tai biến não không, thì bệnh nhân phải được chụp cắt lớp vi tính. Rõ ràng phải được chụp cắt lớp vi tính và có hình ảnh chảy máu não hoặc có hình ảnh nhồi máu não. Còn nhưng mà đặc biệt là bệnh nhi này 8 tuổi nên vì vậy có khả nghĩ nhiều, khả năng nghĩ nhiều là do đột quỵ chảy máu do dị dạng mạch. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và trong lúc chờ tiếp tục kết nối với vị khán thính giả tiếp theo thì chúng tôi xin được nêu câu hỏi của bà Nguyễn Thị Lương ở thành phố Vinh ạ. Thưa bác sĩ, có nên dùng Natopet dự phòng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não không? Và nếu có thì dùng khi nào của tai biến và như thế nào ạ? Đấy là một cái câu hỏi cũng hết sức thực tế.
Tại vì bây giờ thì tôi thấy là một điều là trong dân là dùng các cái thuốc để điều trị dự phòng đột quỵ rất nhiều. Có thể là dùng natopet, dùng an cung miêu hoàn hoàn hoặc dùng rất nhiều loại thuốc để điều trị dự phòng đột quỵ do cái ảnh hưởng của cái quảng bá, quảng cáo. Thì natopet là một cái, thực chất của natopet nó là một cái enzyme natokinase. Nó là một cái enzyme mà có nhiều trong cái loại thức ăn truyền thống của Nhật Bản. Cho nên cái natopet này thường là có nguồn gốc các cái thuốc mà sản xuất từ natopet của nguồn gốc của Nhật Bản là nhiều hơn. Nó là một cái enzyme nó có thể có tác dụng trong trường hợp. Tuy nhiên đây là một cái loại thực phẩm chức năng. Đấy, tôi nhắc đi nhắc lại, đây là một loại thực phẩm chức năng để có tác dụng hỗ trợ điều trị dự phòng đột quỵ não. Đấy. Tôi cũng nhắc lại một lần nữa, đây không phải là loại thuốc để điều trị đột quỵ não hoặc điều trị dự phòng đột quỵ não. Tất cả các guideline hiện nay trên thế giới không có nhắc, không có nói đến vấn đề dùng natopet để điều trị đột quỵ não. Nó chỉ là một cái thuốc thực phẩm chức năng. Như tôi nói ban đầu, thực ra bây giờ do nhiều luồng thông tin báo chí này, rồi do cái cách quảng cáo, thậm chí cũng có một vài công trình nghiên cứu, thực ra có một vài công trình nghiên cứu lẻ tẻ ở trong nước chẳng hạn, nêu lên vai trò của natopet trong điều trị đột quỵ não chẳng hạn, đặc biệt là đột quỵ nhồi máu. Tuy nhiên thì thực ra những cái thông tin nhiều khi nó cường điệu hóa quá, làm người dân thì cứ nghĩ là cái đấy là thần dược để điều trị đột quỵ chẳng hạn. Nhưng tôi nhắc đi nhắc lại, đấy chỉ là thực phẩm chức năng, chỉ là điều trị hỗ trợ. Xin mời bác sĩ, và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với vị khán thính giả tiếp theo ạ. Alo ạ. À, xin chào bác ạ. Vâng ạ. Bác ơi, bác có thắc mắc gì bác cứ trao đổi trực tiếp với bác sĩ ạ. À, tôi ạ. Tôi là năm nay là ở Nghi Đông Bắc, năm nay 75 tuổi. Vâng. Mà tiền thử của bệnh tôi là hẹp và hở van tim, mà nghe bác sĩ nói là từ đấy có thể dẫn đến đột quỵ nào. À, muốn nói bác sĩ là cách đề phòng cách đề phòng từ chỗ hở van tim mà sáng đột quỵ nào, qua cách đề phòng á. Vâng. Hiện tại đầu óc vàng vàng tính không bác sĩ ạ. Xin, xin cảm ơn bác ạ. Thực ra như lúc nãy tôi nói rồi. Cái thuốc kia nữa không ạ? Dạ rồi, cảm ơn bác ạ. Bác nghe rõ không ạ? Vâng. Rồi. À, bác ơi, nếu giả sử mà bác một bệnh lý về tim mạch như lúc nãy tôi nói rồi, thực ra là bác có thể dùng điều trị dự phòng bằng, nếu giả sử mà bác không bị đau dạ dày thì bác có thể điều trị dự phòng bằng aspirin. Đấy, với liều bây giờ có cái sản phẩm Aspigic liều 0,1 gram đấy, thì một ngày bác có thể dùng một gói thường xuyên. Đấy là một cái cách hiệu quả để dự phòng điều trị đột quỵ đấy cho bác, đặc biệt là đột quỵ nhồi máu mà rất hay gặp ở những cái bệnh lý mà van tim như bác vừa gặp vừa nêu. Vâng ạ. Bác sĩ cho biết là cái thuốc gì đó? Aspirin bác ạ. Bác nghe rõ chưa? Aspirin vâng ạ. Dạ đúng rồi. Nó là Aspirin. Tức là Aspirin hay Aspirin là bột đấy. Vâng. Nhưng bên thị trường Aspirin chẳng bột. Rồi, dạng bột đúng rồi. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với bác Hiển 66 tuổi ạ. Xin chào bác ạ. Chưa tín hiệu gì. Alo. Vâng ạ. Bác trao đổi với bác sĩ đi ạ. Alo. Alo, chào bác ạ. Tôi đang cầm máy mà chưa thấy tín hiệu gì. À. Tôi đang hiển ạ. Vâng ạ, bác ơi, bác cầm máy và bác đi ra ngoài cách xa máy thu phát đi ạ. Alo. Vâng ạ. Vâng ạ, bác đặt câu hỏi đi ạ. Được rồi, alo, tôi đặt câu hỏi luôn ạ. Vâng, bác nói đi ạ, Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, bác nói đi. Tôi là Đức Hiển, ở thành phố Nam Định ạ. Bác nói câu hỏi luôn đi ạ. Tôi là Đỗ Đức Hiển, ở Nam Định ạ. Tôi có bị bệnh đái tháo đường ạ. Thưa bác sĩ. Tôi là hiện giờ có bệnh đái tháo đường. Và mà tôi đã bị đột quỵ một lần. Vâng ạ, bác sĩ tư vấn luôn nhé. Bị bệnh đái tháo đường thì là một nguy cơ đúng không? À, bác điều trị là bệnh mê. Rồi. Bác sĩ chuẩn đoán là rối loạn ethylamin. Rồi. Chưa hiểu cái thuật ngữ này gì lắm thì bác sĩ giúp nói lên cho biết ạ. Bác hỏi lại đi ạ. Chúng ta đã hết thời gian rồi. À, rối loạn. Không nghe rõ câu hỏi. Bác ơi, để
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết rồi ạ. Vâng ạ, và xin có lẽ là phải hẹn bác là đến chương trình tiếp theo thì chúng cháu sẽ tư vấn cho bác ạ. Vâng ạ, và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Dương Đình Chỉnh đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này ạ. Quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 14 giờ 15 phút chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7 giờ sáng chủ nhật hoặc 7 giờ sáng thứ năm tuần sau trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể xem lại trên website truyền hình nghệan.vn. Trong chương trình sức khỏe của bạn tuần sau thì chúng tôi sẽ tư vấn tiếp về chủ đề phòng và điều trị bệnh tai biến mạch máu não, và quý vị có thể gửi về chương trình vào chuyên mục sức khỏe của bạn Đài Phát thanh Truyền Nghệ An số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Xin được cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.